Chính tôi thôi, tôi anh bóc ra đi. Tận ống mình lòi tà phòi lên kìa. Quay mặt trái nhờ chị nhỉ? Mày để thế này như ngược ạ. Mày mặt trái nhá mà. Tao bảo mày để thấy ngược rồi. Được cái thằng. Ngược lại. Cây vải đã ngược sẵn rồi, mày phải kiểu của nó. Chị cho cây kia vào đi. Đây, mình cho vào chút không đi nào. Dự đại hội công đoàn xong rồi thôi à? Thì à? Hôm đấy nó cố tình đi chứ. Chứ còn nó định nghỉ cách đây lâu rồi, 2 tuần rồi. 2 tuần rồi, xong rồi nó... Nó bảo sếp luôn từ hôm đấy, ông sếp bảo không đồng ý ấy. Sếp bảo là mới đầu ai chẳng khó khăn ấy. Nhưng mà nó bảo là nó thấy công việc ở đây không phù hợp với nó. Tại vì ngày xưa nó làm cũng kiểu làm quản lý đơn hàng nhưng mà chỉ là kiểu phụ cho sếp nó thôi ấy. Còn sếp nó tự làm việc với khách hàng ấy. Còn ở đây vừa vào cho nghe cái mã... Thế thì sang sửa 2 là hơn. Cho mã... Sang sửa 2 marketing bên đấy nó cũng không làm được như mình đâu. Mã ngay mã cô luôn lại vừa rắc rối vừa đàng hoàng. Lại làm việc với bọn Việt Nam không nghe gọi điện cãi nhau nói nhau sẽ xả ra thả ra. Cứ quên đi chị. Quan trọng quay đây, chị quay à cứ cứ cho ấy kia kìa. Sợ có kêu à? Không quan trọng gì đâu.